Vân xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài. Hôm nay Hiếu Vân có mặt ở đây để xin giới thiệu với tất cả quý vị về buổi tiệc chay gây quỹ để xây dựng cái khu sinh hoạt Việt ngữ tại Viên Thông Tự. Và xin giới thiệu với tất cả quý vị sự có mặt của sư giáo thọ Thích Nữ Minh Liên và sự có mặt của chị nha sĩ Đức Hạnh. Xin chào chị. Dạ. Kính thưa tất cả quý vị, là cái tâm nguyện của quý ni sư là muốn xây dựng một cái nơi mà có thể các em sinh hoạt Việt ngữ, và đó là cho cái sinh hoạt của cộng đồng. Thì xin quý sư có thể cho con biết thêm một chút về cái tâm nguyện của sư, cũng như là cái lý do để mà sư quyết định để xây dựng cho cái khu sinh hoạt và đó của cái tiệc chay gây quỹ này ạ. Sư xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thì Viên Thông Tự từ lâu thì đã có lớp Việt ngữ, tính ra là trên 10 năm rồi. Nhưng mà mỗi một cái mùa khai giảng thì khi mà thấy các em ngồi chen chúc nhau, rồi quý vị phụ huynh thì không có chỗ vào hội trường, và rồi quý vị đứng cũng rất là chật để mà cũng chỉ được khoảng 1/3 phụ huynh có thể vào hội trường thôi. Thì rồi những cái lúc mà các em học là phòng ốc nào cũng trưng dụng, từ phòng ăn, từ nhà bếp, từ phương trượng đường, rồi từ khách đường, cái gì cũng trưng dụng cho các em. Mà cái ấn tượng đó, mà tại vì chùa Viên Thông thì có một cái khu mà chữa đau, khiến cho những vị đau thì đến có lương y, có những vị mà họ phát tâm, các bác sĩ họ cũng chữa về những cái đau. Thì cái khu mà ngồi bệnh nhân mà ngồi chờ đến phiên chữa đó thì quý vị nói chuyện. Có lần phụ huynh phản ảnh với cô giáo, đó là được cô giáo phản ảnh ngược lại sư, đó là thưa sư, bây giờ là con các bé nó học nó tập trung không được, nguyên nhân là vì các cô chú ông bà ngồi chờ khám bệnh nói chuyện lớn quá trung. Rồi thì vừa rồi đây thì mình thiếu phòng nữa, thành ra là chuyển các em đóng lại một cái khu nữa là gần nhà bếp để thành một cái phòng học tạm. Thì nó lại có trường hợp là mùi chiên xào rồi nấu rồi các vị nói chuyện thì cũng lại mất tập trung. Tâm nguyện của các sư thì thật sự ra để mà muốn giúp các cái thế hệ gọi là con thế hệ thứ ba ở trên cái đất nước Mỹ này là quê hương thứ hai của mình. Thì thế hệ thứ ba, dù các bé nó rất là muốn nối kết tình cảm với người thân thì nó vẫn bị ngắt, là bởi vì các bé không đọc tiếng Việt, không hiểu tiếng Việt, không nói được tiếng Việt. Thì dù không nói được thì muốn gặp ông bà thì cũng chỉ chào hỏi chút thôi, và rồi cái tình cảm nó sẽ bị ngắt đi. Thành ra khi mà các sư quyết định mà mở rộng cái khu Việt ngữ ra để các em có cái cơ hội là vừa học tiếng Việt để nối kết cái dòng chảy cội nguồn huyết thống. Một mặt khác là trong chương trình dạy tiếng Việt thì có dạy về đức dục để cho các em thấm nhuần cái đạo đức của dân tộc Việt Nam. Thông thường ai nói đến việc thành công thì ai cũng mong cho con mình là thành công trên phương diện sự nghiệp. Nhưng mà bề sâu, tức là bề chìm đó, là họ cũng muốn con của mình sống một cuộc đời đạo đức bình an. Nói như Nguyễn Du nói là chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Thành ra đó là tâm nguyện vừa bồi dưỡng tài, vừa bồi dưỡng đức trong cái mầm non thế hệ thế thứ ba. Đó là mục đích của buổi gây quỹ. Thưa sư, thì nếu cái mục đích và cũng như cái tâm nguyện của sư như vậy thực sự là rất là quý báu. Và thực sự thì cái ngôn ngữ của tiếng Việt để trao đổi với các ông bà đó là một cái món quà rất là quý. Thì không chỉ chắc có con chị cũng biết, cũng giống như là Hiếu Vân vậy, có những cái mà nó không mua được bằng tiền, mà những cái câu hỏi chào hỏi bằng tiếng Việt đã làm là một cái niềm hạnh phúc cho ông bà dữ lắm. Đó là bản thân của gia đình con cũng là như vậy. Và cái tâm nguyện quý ni sư như vậy, và con thì rất là cảm kích và trân trọng cái điều đó, và con sẽ hỗ trợ hết mình trong cái vấn đề về xây dựng, cũng như là con nghĩ rằng là các quý vị khán thính giả ở đây cũng sẽ có rất là nhiều người cũng hỗ trợ và phát tâm
cùng chung xây dựng với cái tâm nguyện của quý ni sư được thành tựu. Con tin là như vậy. Và thưa chị, không biết là cái chi tiết của cái buổi gây quỹ của mình thì chương trình như thế nào ạ? Chương trình thì dĩ nhiên là có phần văn nghệ. Dạ. Văn nghệ thì mình có ban nhạc CBC. Quý vị cũng rất là quen thuộc với ban nhạc CBC, sẽ đem lại cho quý vị những cái bản nhạc vui, sôi nổi mà mình đã từng yêu thích. Và có ca sĩ Giang Ngọc, đặc biệt là vì đây là trường xây trường Việt ngữ cho các em, cho nên không thể nào có thiếu cái sự góp mặt và đóng góp của các em, những em mấy bé thiên thần rất là dễ thương. Dạ, cái dễ sự thương đóng góp lắm. Của mấy bé. Dạ. sẽ đem lại những cái sự trong sáng và vui tươi. Quý vị sẽ rất là, ai cũng coi mấy bé rồi cũng thấy rất là vui, thấy một cái thế hệ tương lai đến như vậy. Dạ. Thì không biết là Viên Thông thì là thức ăn từ trước đến giờ rất là nổi tiếng ngon, không biết là kỳ này quý vị có được thưởng thức những cái món gì đó không chị? Ngoài những món mà Viên Thông rất là cố gắng để mà đem lại cho quý vị, thì có thêm một sự đặc biệt là một sự đóng góp cúng dường của một cái nhà hàng rất nổi tiếng San Jose, đó là nhà hàng Làng Chay. Chef Cook sẽ và quý vị sẽ xuống đây tuần sau để cống hiến cho quý vị những cái món có lẽ của quý vị chưa từng ăn. Tại Đức Hạnh nghe rồi dẫn, cũng thấy ủa cái món này mình chưa bao giờ được dùng. Dạ. Mà mình đã ăn chay cũng khá lâu, mình chưa bao giờ được thưởng thức. Rất nghe rất là hấp dẫn. Thưa sư, nếu mà như vậy thì là một cái chương trình nghe rất hấp dẫn, vừa có thể được nghe văn nghệ, vừa có thể thưởng thức được những cái món ăn chay, và được phát tâm và được làm điều thiện, thì thật sự là một điều 2, 3, 4, 5 cái thứ lợi ở trong đó. Dạ. Nói nhất cử lưỡng lợi, cái này là nhất cử buổi tối mà đến Viên Thông Tự mà dự tiệc chay là làm công đức rồi. Dạ. Mà được khoảng 4, 5 cái lợi. Dạ, 4, 5 cái lợi thì rất. Và cũng xin kính mời quý vị nhín chút thời gian để đến chung vui với cái buổi tiệc chay gây quỹ, góp một cái chút cái tâm nguyện để cái ni sư được thành tựu, và chúng ta cùng chung vui với nhau với những món ăn rất ngon, cùng thưởng thức những cái tiết mục văn nghệ ủng hộ cho cái thế hệ tương lai con em của chúng ta. Và xin chị là không biết là cái vé của mình thì mình sẽ được mua ở đâu ạ? Nếu quý vị chưa có mua vé thì xin mời quý vị đến Viên Thông Tự, hay là nếu quý vị nào mà ở bên Southwest thì tới văn phòng của nha sĩ Hạnh thì ở Gessner thì có vé ở đó cho quý vị tiện mua. Còn quý vị nào mà ví dụ như bận có phải là ở góc Gessner với đường Hoàng Huynh không chị? Nhớ là ngay cạnh cái Radio Shack, rất là dễ tìm. Còn nếu quý vị có quá bận không đi mua được trong tuần này mà quý vị muốn tới chùa mua thì vẫn có vé ở chùa, là xin kính mời quý vị. Dạ. Và kính thưa quý vị, là để tiện cho việc sắp xếp và cho ban tổ chức để làm chu đáo hơn cho quý vị, để tránh mất thời gian quý vị phải chờ đợi, thì quý vị có thể gọi trước để mà chúng tôi có thể sắp xếp cái chỗ ngồi cho quý vị. Tuy nhiên, tất cả quý vị nào mà có phát tâm hoặc có thể nghe được chương trình trễ hơn mà quý vị không có đủ thời gian để gọi vào hoặc là để đặt vé trước, quý vị vẫn có thể nhận được vé ngay tại cửa. Chúng ta vẫn có thể phát hành ngay tại cửa. Dạ. Và chỉ cần quý vị nghĩ đến Viên Thông và bỏ thời giờ đến với Viên Thông ở bất kỳ hình thức nào, chúng tôi đều rất là hân hạnh được đón tiếp tất cả quý khán thính giả, tất cả quý đồng hương. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Biết ni sư có lời chào tất cả quý vị. Dạ. Dạ. Sư xin chào tất cả quý vị khán thính giả, và sư cũng xin gửi một lời mời trân trọng nhất để mà đến mời quý vị đến chung hùng phước với nhau trong buổi tiệc chay gây quỹ vào thứ Bảy ngày 10 tháng 12 sắp tới. Dạ. Thứ Bảy ngày 10 tháng 12 lúc 5:30 chiều tại công viên của Viên Thông Tự. Xin trân trọng chào quý vị và hẹn gặp quý vị vào thứ Bảy.